đấy. Nhưng ngoài ngoài này thì có vẻ bẩn hơn anh không, nhiều bèo thối lắm. Ui nhưng mà cá kìa, ui giời, cái này hôm nào mình vác ơ này, tại sao bắt được con cá anh em ơi? Cá nhảy lên bờ là thế nào? Con này tự nhiên thấy con cá nó nhảy lên bờ ở ở chỗ này luôn. Này. Trời ơi, bắt được con cá rồi. Đây. Cá chày, cá riếc gì đây? Đây gọi là cá gì ấy, nó dài 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 ấy. Thả con cá này á? Đây này. Đang bảo ra xem thì tự nhiên thấy nó ở trên bờ là thế nào? Nó bị điên à? Cá bị điên à? Mày thì khác ấy à? Đây này, từ từ. Kinh thật đấy, sao nó lại ở đây nhỉ? Không. Đây này. Thả. Thôi phóng sinh nó nhá. Nhanh lên đến đây nào. Đến đây cậu cho xem. Hôn nó cái. Hôn con cá cái. Này này, đây quay cậu đã này. Cầm đấy, quay cậu cầm, đang cầm con cá. Đừng cầm, cầm dưới thôi. Đừng cầm vào mấy cái nút. Đây. Tôi hôm nay là thành quả là tôi không xuống ao mà tôi bắt. Nhưng mà tại sao nó lại bị đóng vảy vậy anh nhỉ? Như kiểu có ông nào kích hay là gì ấy anh ạ? Anh ơi, có ông nào kích hay là sao mà nó thấy nó đỏ đỏ? Hay là nó nhảy lên bờ nó dãy nhiều quá? Đây nhá, thành quả của tôi nhá. Rồi bây giờ tôi phóng sinh nó này. 1, 2, 3. Thôi chết rồi, tay của cậu ta lấy rồi. Vậy để cậu rửa đã.